bút tiêu điện 9+1 Kintoni 6CB41. Đây là đèn nè bà con. Đó anh em, màu đèn sáng như ban ngày. Rồi tắt. Rồi cái hít nè 500 nè, hít mấy cái dít thôi kìa. Wow, siêu mạnh. Đó, mấy cái này là test nè, test điện nè. Đó, thấy điện không? Không mạch này. Đó, test điện nè. Đó. Đó. Sướng chưa? Rồi. Đó, bỏ này vô gần mấy máy tính nha. Đó, cái này là cái thúc dây nè. Đó, thúc dây. Để mình tháo cái thúc dây ra. Nè, bấm này ra thúc dây này, nó cạp nè. Wow. Đó. Đó, tuốt nè. Cái lưỡi này cũng tuốt luôn nè. Đáng vậy. Đó, tuốt nè. Khóa được tuốt luôn nè. Đó. Cái này chặn dít quá. Chặn dít. Đó, bỏ xa ông điện lại chặn dít nè. Đó, gần nguồn điện này nó quá tiện lợi. Test đi. Đó là hết kêu rồi.